Virus cúm A thì thường hay gây ra tình trạng bệnh nặng và có thể gây ra dịch lớn như là đấy, mệt mỏi này, nghẹt mũi, chảy mũi, không còn sức để làm cái gì cả. Bây giờ cũng đang trong mùa cúm A nên là em có nghi ngờ là mình đã bị mắc cúm A và COVID-19 thì đều hai cái căn nguyên của đường hô hấp, nhưng cái biểu hiện chung thì thường biểu hiện đường sốt và các biểu hiện của đường hô hấp nói chung.